first time at the El Royale? You have the option to stay in either California or Nevada. I always wanted to stay in honeymoon. Nếu mà xem có trailer thì có thể hiểu đây là một bộ phim mà vừa hành động vừa có chút tâm lý ly kỳ. Nên mình nghĩ là vừa hợp với Halloween và nó vừa hợp với giới trẻ nữa. Đây là một phim mà rất là hấp dẫn. Mình cảm thấy rất là thích thú với cái trailer này. Đợt này là có vẻ như là một có một sự thu hút đặc biệt từ bộ phim này đem đến cho mình. Rất mong chờ là được xem bộ phim này như thế nào. Cái pha kinh dị của nó làm cho mình không thể nào đoán trước được. Với lại mỗi tính cách mỗi người á, mình cứ nghĩ rằng mình sẽ hiểu được, thấy được cái nội dung là nhân vật ấy sẽ như thế nào, như thế nào. Nhưng thật trước khi mà mình xem thì mình cảm thấy là không thể nào đoán trước được mọi thứ. Nó tạo cho mình cái cảm giác rất là hồi hộp. Bộ phim này là một bộ phim rất là đáng xem. Nó lại đem cho mình tới cảm giác gây cấn. Tất cả những diễn viên trong bộ phim này đều đóng rất là đạt. Nói còn đi làm. Kinh dị, sợ hãi và thú vị. Kịch tính, sợ hãi và rất là ghê rợn. Tuyệt, thật tuyệt vời luôn. Hồi hộp, gây cứng và rất là đáng xem. Các bạn hãy ra rạp và xem phim vào ngày 19 tháng 10. Là một bộ phim rất là hấp dẫn. Shit happens, get the whiskey. You're just too good to be true.